Chào các bạn. Cái máy này đầu tiên là với cái lỗi là bị chết công suất. Và cái bạn thợ này bạn đã sửa công suất ok. Nhưng mà bây giờ nó thêm một cái ban nữa là hàn rất yếu. Nên bạn ấy không làm nổi. Bạn ấy bảo là cái bo dao động này trên thị trường không có, nếu có là em đã mua em thay rồi. Nên là mới đem xuống trường mình sửa các bạn ạ. Bạn này hay IGBT, bạn ấy mua của Nguyễn Văn Đăng nha. Linh kiện máy hàn, web máy hàn gì đấy. Thì con này nhìn có vẻ như là 3846 hay 3525 này, chắc là 3525 xác này thôi. Lái cái Z249, Z24 này, xuất áp quả tụ này. Lái pin áp chi xung này, tạo ra hai xung, hai xung với 4 xung đấy nhỉ. Đấy giời, con này chạy cầu H. 4 xung. Đúng luôn. Như vậy là con máy hàn này chạy cầu H nhá. Tạo ra 4 xung. Kích 4 con móc phét này. À quên, 4 con IGBT này để đảo cực tính của dòng chảy trên cái biến áp động lực này, quận sơ cấp của biến áp, quận là vị chính của biến áp động lực này. Thì từ trường nó mới tăng từ 0 lên T, rồi là giảm từ T về 0 thì hơi yếu, mà giảm phải từ T về xuống sâu hơn là trừ T thì nó mới làm nó mới thay đổi từ từ tính mạnh thì nó mới mạnh nha các bạn nhá. Đấy là nguyên lý cầu hát. Nhưng mà buồn cười dã man luôn, thay hết xứ đi, thay này có một con sắc khác đấy này. Ôi giời ơi bạn ơi là bạn. Sắc khác này, đây phải xem thay con gì. Bạn ấy đã làm kỹ khối driver, khối bo chi xung rồi, chúng ta sẽ nhìn này. Làm kỹ rồi lắm rồi nhá. Chúng ta nhìn bên này chúng ta sẽ biết là những cái chỗ nào mà bạn ấy đã động nhá. Đó. Bo này cũng định tháo ra hay làm gì đấy này. Bây giờ thì mình cần cô lập nguồn cho phần công suất, chỉ cấp nguồn nguồn này nó ra bao nhiêu vôn nhỉ? Kẻ nó kẹp vào. Khả năng con nguồn này nó ra một mức nguồn này. Khả năng thế thật. Nó ra một mức nguồn thì mình sẽ kẹp cái nguồn này, chắc là ra 24V. Mình sẽ kẹp nguồn 24V từ cấp nguồn mình và mình đo xem xung siếc tất cả mọi thứ ok ngon lành không đã nhá. Nhưng mà phải xem con củ chuối, củ lần này sao chết xong thay lút hết đi này, cho nó đồng bộ đi này. Có một con để lãi này, hay là nó không có linh kiện nên lại thay kiểu như này. Mình cũng chưa test thử nữa, rồi mình xử luôn nữa các bạn nhé. FGH40N60. Nên con bên trong xem là cái con gì nào. Cũng 40L60 nhưng con trong là của Silan, còn con này là của hãng khác. Thực ra nếu mà nó ok thì nó vẫn chạy được đấy các bạn ạ. Nhưng mà lên thay đồng bộ thì nó mới độ tăng được độ bền các bạn ạ. Mọi người nhá. Hãng khác nhau. Nói sẽ khác nhau đấy. Nhưng mà nó không phải đấu song song thì có khi là vẫn chạy các bạn ạ. Nhưng mà thôi mình cứ thay con khác. Tháo ra nhá. Bạn này bạn có nói là bạn hay toàn mua sò giã máy của Nguyễn Văn Đăng. Mình cũng thỉnh thoảng mua sò của cái web này. Ngày xưa mua con H30R1353 thấy rất nhiều súp bán giá cao, mình có soi được cái súp Nguyễn Văn Đăng này bán thấp, thế này mình thấp hơn, thế là hồi đấy cũng mua một vài con IGBT máy hàn nữa. Thế mình chơi cho 10 con IGBT H30R1353. Tóm lại là họ bán linh kiện máy hàn là đầu tiên. Nhưng bây giờ thì họ cứ nhập đồ về họ bán thôi các bạn ạ. Bởi vì khách yêu cầu, khách người ta cứ thích mua cái gì thì người ta mua mà. Vì nó cần phải có cái lót tản nhiệt nhá, chứ không là lưng của nó là chân C mà dính vào nhau hết thì chết. Ấy là thôi chết rồi, vỡ rồi, kia làm hỏng của khách rồi. Kiểu gì chả lựa ra được chỗ khác. Xứ đây các bạn ạ. Đây là con này, con 40N60 của Silan nhá. Giờ mình kiếm con của cái F kia, hãng F là hãng gì thì thay vào. FGH40N60 nhá. Đây. FGH40N60. Đo tụ ký sinh xem nó có giống nhau không nhỉ. một phẩy bảy
1,8. Ôi, nó cứ loạn như này nhỉ, nó nhảy linh tinh này. Cái đồng hồ này đo không chuẩn à, mình thích nó đo điện trở hơn. Hai phẩy tám nano nhá, con này chắc là 2,8 không, hay là mình nghĩ là con này nó nhỏ hơn đấy, 2,6. Như vậy nó cũng đẹp đẹp mà, nhưng mà thay cho nó đồng bộ nhá, thay đầy ẩn ý nhá. Mình đã thay con IGBT nhưng chưa giải quyết được vấn đề gì đâu các bạn nhá, cho nó đồng bộ tăng độ bền thôi. Nhưng mà con linh kiện này bạn ấy thay có vẻ sai sai không nhỉ, xung nó đẩy qua ra qua 10 ohm sau tiếp tục đi qua 51 ohm đấy. Đi qua 50 để mình nhìn xem nào. Tóm lại là mình nhìn có vẻ như con này là con 5,1, con này là con 10 mới đúng. Như đây này, con 51 ohm và con 10, 51 ohm và con 10, có đúng là 51 ohm không nhỉ. Xanh lá cây này, nâu đen này, tức là 510 này. Cái nhũ này là nhũ trắng 510 mà chia cho 100 thì bằng 5,1 à các bạn. Không biết là nhũ này là nhũ gì đây, nhũ trắng. Ôi rồi, con này là nhũ bạc cái chứ. Đo thử, đo thử, có khi nó sai khác về cái này, mình cứ sửa đổ lại của người ta hay này, nó không biết rằng là mình zin để nó là chuẩn được. Phải như trí nhớ chuẩn, nhớ tức là nhớ cái con linh kiện mà mình đã từng hay sửa ấy. Một phần chia xung này này, đây cũng đã thấy thay tụ này rồi này nhá, ba con bốn con tụ này, thấy thay con tụ đấy đi. Nó chập công suất nó trước cả driver mà. Đây, xem có phải là 51 không, năm mươi ohm đấy chứ các bạn, 50 ohm này, 50,47 ohm này. Các bạn, như vậy là đây là con. Ôi rồi, mình lấy máy tính mình chia đi ra nào. Các bạn chờ mình chút nhá, bây giờ đau hết cả lão rồi. Đọc thì đúng là 510 là 510 rồi. 510 là chia cho nhũ bạc là 100, 10 mũ trừ 2 mà. Là bằng 5,1. 5,1 mà tại sao mình lại đo được như thế? Đây không phải nhũ trắng. Đây không phải là nhũ trắng, đây là nhũ vàng. Nhũ vàng thì chia cho 10 thôi. Và mình đo mình thấy thế các bạn nhá. Khả năng là bạn ấy thay sai ở chỗ này không, 51 này. Mình đo thì đúng luôn, không sai nhá. Bạn ấy đang thay sai con này hay sao ấy. Bởi vì mình chưa gặp cái bo chia xung nào của bếp từ, à của máy hàn điện tử mà lại chạy con 510 ohm, à 51 ohm này cả. Mình toàn thấy là 5,1 mới 10 hoặc mới 22 thôi. Thôi để mình nghĩ lại xem có đúng không nhá. Các bạn chờ mình chút nhá. Nhưng mà thấy bạn ấy cũng động lên là M358 ở đây rồi này. Đó, trên cái bo này rồi này. Còn cái con này thì con mình không biết là con gì. TL084 nha. Còn con này chắc là con 3525 rồi. Đúng luôn, 3525, xác này mình cũng có, giống 3846 cũng có kiểu xác như vậy. Thôi chờ mình dò để nhìn xem thử xem như nào. Sợ bạn ấy thay con 5,1 ohm này đã nghe là nó lại cao hơn đấy các bạn ạ. À, nó nhỏ hơn đấy. Thay như thế thì là cái điện áp kích tới chân G của nó hạn qua nhiều quá, dẫn tới là bọn IGBT này đích mở được to. Nó đích mở được to thì nó thành dòng yếu, ăn dòng yếu các bạn ạ. Mình đang nghĩ như thế, xem có đúng không nhá. Các bạn để ý nhá, mình tháo một con này ra thôi nhá. Con trên cùng nhá. Mạch nó sẽ như thế này nhá. Mạch nó đúng như này luôn. Nó có cầu hát đây, nó có bốn cuộn dây riêng biệt nhau để tạo ra bốn xung đấy. Và mình cũng đại khái mình vẽ cái cuộn làm việc chính ở đây nhá. Cuộn làm việc chính chính là hai cái dây này nha, để tạo ra từ trường trên lõi phe hít. Đây là lõi phe hít nhá. Nhìn trông như cái tờ giấy trắng như này thôi, nhưng nó là lõi phe hít đang thể hiện là cái này nha. Thì xung dương này, mình vẽ một cái con thôi, có những con khác thế nhá. Xung dương đây được đẩy qua 10 ohm, phi thẳng lên trên G và có tụ 103 chịu thế áp 103 100V, chịu 100V
dung lượng là 1/3 về mát nhá. Đây dò dò cho mọi người luôn này. Đấy, sửa cho những cái người thợ hay là mà mình mà không hiểu sâu ấy thì đã hại não lắm. Đó chính là cái quần này nhá. Thì đây chân này là nó đi vòng vòng này, nó đi qua cái dây di sang bên này, nó là chân mát rồi nhá. Nhá. Như là chân E và IGBT rồi ấy. Đây là chân G nhá. Chân G này, sung dương đây này. Được đẩy qua con 10 ôm. Đấy, có 1/3 dập lọc này, gọi là lọc đi, tụ lọc đi. Và chân G ok. Còn ở chỗ kỳ ấy, chân G muốn xả ấy, thì đi lát tụ dương chân G ấy, sẽ đi ngược lại. Và nó đi nhanh qua 51 ohm, nó 51 ohm bây giờ, 51 ohm bây giờ đang thể hiện là nhỏ hơn 10 ohm nhá. Đi qua 51 ohm rồi đi qua từ A sang K của con diode sung. Con diode sung sung hoặc con diode shocky nha, nó diode shocky đấy, mình cũng chả biết tên nó là con gì đâu, mình không nhớ nữa. Đây là mạch nó như thế này này. Nó đẩy sung đây, ở đây là các chuỗi sung nhá. Đây là mình vẽ cho mọi người, đây là một sung này. Sung dương ấy, đây là dương ấy, thì đẩy ra. Ok, IGBT mở lửa chu kỳ muốn khóa ấy, điện áp tại trên G ấy. Đi ngược lại. Và đi rất nhanh qua 51, đi qua này để đi về. Bởi vì đi qua 10 ohm nội trở nó cao quá, nó khó. Nên do đó nó phải đi qua 51 ohm. Tóm lại là con này chắc là 5,1. Hoặc các bạn nối tắt không có, hoặc các bạn thay 1 ohm, nhưng mà mình đang nghi nó là 5,1 nhá các bạn nhá. Nhưng khi mà cái bạn này mà thay lên 51 này ấy, thì nó đẩy ra thôi. Và cái thời gian nó khóa về vì nó đi qua nó mút, nó không khóa kịp chẳng hạn, nó không khóa hết được chẳng hạn. Nên ví dụ như ở đây nó đang đưa ra một cái điện áp ở đây ấy, đặt trên GE này, một cái điện áp là rơi vào 12V đi nha. Nhưng mà khi mà nó khóa lại nó mới xả về được. Mình đính chính cho mọi người nhá. Nó mới đang xả về được có 7V. Đáng nhẽ nó phải xả về không, nhưng xả đến 7V thì nó lại đến nửa chu kỳ dương, nó lại đẩy ra rồi. Nên là tóm lại là cái ông GVG đây may vào đích nổ nó tốt rồi. Thế là tưởng tượng của mình nhá, còn bây giờ cứ thay thôi. Thay thôi để xem thử xem có hàn nhanh, hàn khỏe không các bạn nhá. Hàn khỏe thì biết kết quả luôn và oánh thật tắt tiền rồi. Các bạn lấy 100k, 150k đi. Các bạn ạ, nếu mà đúng nó cho ông này, ông ấy trả giá, cho cái thằng cu này nó trả giá đi. Chết thật đấy. Chờ mình thay 4 con nhá. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con đi. Có vẻ như 4 con này nó cũng, bạn này cũng không phải là thay hết. Đấy. Có con vẫn zin trên mạch, chắc là tháo ra đo không chết, mà lắp thế này thì chết. Nhưng con này này, con này 51 ohm là ném này. Con này 5,1 hay sao này, cũng 51. Các bạn ạ, thế không phải rồi. Không thể nào là 51 được các bạn nhá. Các bạn ạ, nó chỉ có thể là 5,1. Nhưng nó đã thay hết rồi, bạn ấy thay hết rồi. Chỉ có thể là 5,1. Hoặc là cái con 51 này nó nằm ở đây, con hồi về là 10, nhưng không phải đâu. Mình khẳng định là 5,1, mình vẫn nhớ mà. Bạn ấy thay hết rồi. Các bạn ạ, à, xem mấy con 10 ohm này xem nó ok không. 10 ohm ok, đo vào 9,99, 9,9 mấy này. Chắc là không sao, bạn ấy kiểm tra kỹ hết rồi. Nhưng mà đang bị mò là nhìn là nhầm giữa 51 và 5,1. Đấy, chúng ta sẽ thấy sai một ly đi một dặm đấy. Nên mình phải đấm tiền thật mạnh vào cho bạn ấy nhớ đời đi. Nhưng mà khổ nỗi đấm mạnh nó của cái bạn này thì lại chết tiền khách hàng, khách sửa rồi. Khổ thân khách. Đây là nhũ trắng mình mua đây này. Giống hệt như kia nhưng mà nhũ vàng. Xanh lá cây. Xanh lá cây nâu đen, tức là 510, và nhũ trắng nha. Thì nó là 5,1 đấy các bạn ạ. Mất một cấp mà. Đấy, 5,1. Không khóa được à. Nhưng mà cũng chả biết đấy, nhưng mình vẫn phải thay. Mình vẫn phải thay để cho nó chạy ổn định cái phần này, kể cả nó chạy hàn yếu thì mình phải tìm chỗ khác, nhưng mình thấy nó lỗi chỗ này thì mình phải xử lý luôn, không thì 3 bữa chết công suất thì chết toi các bạn ạ. Đã thay nhá mọi người nhá, cũng ghim điện đo đạc qua thử cái. 4 con 51 ohm đã thay được bằng 4 con 5,1 ohm. Có điện áp hàn ra 54V rồi này. Mọi người nhá, bây giờ mình sẽ đo, mình lấy mát tại cái dây đen này, âm này đi. Thì chắc chắn nó có sung rồi nên nó sẽ còn con lửa của 10 năm thôi, xem tần số hoạt động là bao nhiêu.
48 kHz cũng ok mà các bạn. Đo đo nguồn chân 8 của con là 339 cái. Không được, mình thay TL 084 đấy. Nếu mà vẫn lỗi thì mình sẽ thay TL 084 đấy các bạn ạ. TL 084 nó sẽ chạy nguồn đối xứng này. Đây là chân 8 này, chắc chỉ chạy, chắc chạy nguồn 15V. Ồ, đấy có điện áp à. Ồ, mất nguồn cho chân 8 của con này thì chạy chả hàn yếu à. Ồ, chết chết, đang đo tụ. Chết thật đấy. À, đang đo tần số 15V ok nhá. Chân 4 là chân số 4 là nguồn cộng này. Đây có phải là chân số 4 đâu. Một nó đây cơ. Đây là chân số 4 này. Con TL 084 này các bạn. Đây là chân 3 nhỉ, chân số 4 các bạn nhỉ. Chả có điện áp gì. Con này nó chạy nguồn đối xứng mà. 1, 2, 3, chân số 4 thôi nè. 4 nó có tủ lọc đo tướng đây này. Không có điện áp cho TL 084 à. Nguồn trừ là đối diện nên sang trên con này này. Chờ mình xem nguồn cho TL 084 đó nhá. Đang thấy có lỗi ở chỗ này nhá. Đo đủ đủ tiếc á, sợ ra mới test thử. Chân 4 của nó là chân VCC. Đúng rồi, mình vừa mới dừng video mình nghe điện thoại. Cộng với mình soi xem mình nhìn có đúng đúng chiều chân chưa. Thì chân 1 nó ở chỗ này này. Chân 1 nó ở đây này. Thì chân 4 mình đang đo tại chân 4 này. Không có điện áp mọi người ạ. Còn đây là chân đối diện nó là chân 11, là chân nguồn trừ. Tại sao lại không có nguồn trừ cộng trừ gì đây cả. Ôi dồi ôi, đồng hồ đang không thông. Chán thế chứ nè. Đấy, để đo lại xem nào. Có điện áp rồi nhá, bắt đầu đo lại này. Đây là nguồn cộng này, đấy có 15V rồi. Vừa nãy là mình chưa kẹp được cái này nó thông các bạn ạ. Nguồn trừ thế nào. Trừ ok rồi, thì bây giờ mình cứ ra mình nhỉ. À, vặn VR chỉnh dòng xem nó có sai khác gì không nhá. Đây là về không này. Chính là cái chân giữa là chân ra đấy. Không phải làm nhá, vặn cao lên này. Đó, nó lên rất là cao như thế cơ mà. Ok nhá, không sao cả. Bây giờ ra tắt test thử thôi. Để xem có phải là do bọn 5,1 với 51 kia nó gây ban không. Bởi vì bản chất con này là mình chúng ta sẽ hiểu rằng như này này. Là mình phải tư duy logic bằng cách như thế này này. Là con này đầu tiên nó chết công suất, chứ nó chả phải ăn dòng yếu nha. Nhiều trường hợp chết công suất là do ăn dòng cao quá, sửa xong ăn dòng cao quá là phải sửa. Nhưng mình đang có một con mình chưa sửa được kia kìa. Nó ăn dòng yếu. Do đó, nó đang ăn, nó chết công suất. Do đó mình sửa được công suất ngon lành thì nó phải là ăn dòng ok luôn. Chứ không thể để chạy kép như thế, bị kép kiểu như thế được các bạn ạ. Cũng như bếp từ ấy, là chết công suất ấy. Mọi người sửa xong nó không nhận nồi, cứ đè ra sửa phần nhận nồi. Cuối cùng là driver nó cũng chết mà. Chờ nhá, để han thử. Nó ăn dòng yếu thật các bạn ạ. Như vậy là lỗi đấy không phải là vùng đấy rồi. Nhưng mà vẫn phải xử lý để cho nó tăng cái sự chạy ổn định của khóa các bạn ạ. Hàn nó vẫn chảy được que nhưng yếu lắm. Bây giờ mình sẽ tìm nguyên nhân nhá. Đấm vào con tụ này đầu tiên đi để xem có ra được không. Con tụ này này. Đo đạc để tìm lỗi nhá. Đây là mình vặn nó lên, nó vẫn lên được 210 mấy này nhá, mình để min nhá. Lấy nét ở đồng hồ để trên này thì các bạn không nhìn được. Lấy nét ở đâu được bây giờ đây. Thì con TL 084 đã đủ nguồn rồi. Thì khi các bạn vặn VR ấy, nó sẽ thay đổi cái điện áp cấp tới chân số 2 nhá. Đây này. Chân số 2 đi qua con 10K, đi qua con, các bạn thông cảm mình nhìn nhá. 103 10K luôn. Thì đây chính là vị trí này này. Mình vặn về min ấy và mình tăng lên này. Chúng ta thấy thì đã nó tăng nhá, là VR chuẩn nhá, ok nhá. Nhưng mà đi sang bên này thì không đo ở đâu bởi vì là nó tức là cái điện áp nó thấp quá, cái đồng hồ này đã không đo được. Nhưng mà nó đi vào chân 2 nó so sánh điện áp với chân 1 và nó sẽ ra nó vào chân 2 nó so sánh điện áp với chân 3 và nó ra chân số 1 nhá. Tức là 1 ra. Mình đang ở dataset của nó rồi mọi người. Mình đang dataset nó. Ý mình đang muốn nói ở đây là mình làm là mình có dataset của nó ở Google nhá. Thì chân 2 đây.
Đây cái nào nhỉ? Cái nào nó to to tí. Chân 2 là chân in trừ và chân 3 là chân in cộng. Thực ra chân 3 của nó là lối mát rồi, nó chạy nguồn đối cộng trừ nó lối GND rồi. Do đó mà chân 1 là chân ra này, nó chỉ một cổng thôi. Chúng ta sẽ xem nhé, mình vặn về 0 này. Và mình tăng nó lên này. Như vậy là nó thay đổi điện áp rất ok nha. Cái chân ao ra ấy. Tóm lại là con TL431 nó liên quan đến điều chỉnh dòng là mình thấy là cổng ok. Nhưng bây giờ mình chúng ta sẽ động đến con 358 này. Mình này Google 358 nha. Con này đang nghi ngờ chết con 358 hay sao ấy. Mà thấy bạn ấy đã động rồi, chẳng nhẽ bạn này bạn không có IC thay à? Con 358 ấy thì nó đang chạy nguồn đơn, đó là chân 4 là chân GND và chân số 8 đó chính là VGC thì đã có VGC rồi, nhưng mà chúng ta sẽ xem cái cổng là chân 1 2 3 này. Chân 1 là chân sung ra nhá. Chân 2 là chân in trừ và chân 3 là chân in cộng. Bây giờ mình sẽ đo so sánh cho mọi người là chân in cộng và chân in trừ nó sẽ như nào nhá. Mình đo chân số 2 trước này. Chân số 2 đó là chân in trừ đang là 5,47V nhá. Chân số 3 này là 5,14. Chân số 3 là chân in cộng ấy, in cộng ấy đang nhỏ hơn in trừ nhá. Nhưng mà chúng ta sẽ chân số 1 nó ra này. Nó ra tận trừ 15, không rõ là nó ra ấy như thế, nó ra tại sao lại ra tận nguồn trừ thế này nhỉ? Các bạn, mình chả hiểu luôn. Thôi đo lằng nhằng gì cứ thay thử nhá. Rồi tính tiếp. Mình vừa thay TL084 là M358 đo thì điều chỉnh y như vừa nãy. Thế là cuối cùng bây giờ đang soi này. Hình như là cái con này đang lắp sai. Vẫn quay về khối driver bởi vì nó không còn zin bản nữa mà. Cái con này thì mình vừa dò thì nó, chúng ta nhìn đây, con này nó chạy từ A sang K con này này. Thì con này này từ A sang K từ phía trong đi ra xa ra nhá. Cái trắng trắng này này. Cái lỗ trắng trắng này đấy. Mình đang nghi ngờ con bên trong đấu sai là một và cái bọn này không rõ là có đấu đúng không. À bọn này thì đi về chắc là đúng, con này đang sai này, để xem có đúng không nhá. Mạch thì mình vừa vẽ cho mọi người tham khảo rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn này. Cái chân này thì chân nối mát rồi, nối chân E rồi. Cái chân này nhá, xung dương được đẩy qua con 10 ohm đi ra ok. Lửa chu kỳ một khóa quay ngược trở lại nha. Đi qua con 5,1. 51 ohm mình đang thay con 5,1 đấy. Tới đây và đi từ A sang K nha, con 1 2 cả thứ ba nhá, để xem có nhầm không. 1 2 3 từ A sang K đúng luôn nha. Tiếp theo con bên dưới nhá. Con bên dưới thì cái chân này là nối với chân E rồi. Chắc là lối chân E rồi. Thì đây là chân G ra này. Thì xung dương đây này, được đẩy qua 10 ohm này. Đi ra ok, đây tụ 103 nhá. Hiểu chưa, kỳ khóa ấy, điện áp này này. Sẽ đi qua 5,1 ohm này, đi tới đây và đi từ A sang K. Là con điốt phía dưới ấy. Đó, đi như này thì làm sao mà khóa được. Thì nó khóa khó hơn này. Tại sao lại sai tiếp được con này nhá. Với tóm lại là mình dò tiếp để xem nó còn lỗi gì nữa. Mình nghĩ là chỉ liên quan đến cụm này thôi. Hàn ấy, thì nó như là lúc nào cũng như ở mức min ấy. Các bạn ạ, nó vẫn chảy được que hàn. Tóm lại là mình đã xử lý và mình vừa lên con máy DSO TC3 mình đo xung cực tốt, xung không lệch tiếc gì cả luôn. Mình đo bằng như nào là mình hút hở cái này ra này. Sau đó là mình câu cái nguồn 300V từ bên ngoài vào là dương và âm. Sau đó là mình đo để mình cô lập công suất rồi mình đo trực tiếp. Thì mình đo thì xung quá đẹp, không sao cả, ok cả. Sau đó mình hàn cái này lại để lại trở lại như cũ. Bây giờ bắt đầu mình soi trên này, để bắt đầu mình đang có ý định là mình sẽ đụng đến con này mình đã thay rồi này. Con này mình đã thay rồi này. Và mình đang ý định mình đang đụng đến con này, nhưng mà nhìn cái con này là con 2R0 đang nổ mất rồi. Con 2R0 này là con tải giả cho City đưa về nha. Và cái mạch này nó bóp xung là thông qua City. City đưa về nó bóp xung thông qua City, bởi vì có cả R-San và nó bóp xung cả City mọi người ạ. Mình cảm giác như con này là con 2R0 này, song song với con 680, 68 ohm này, nhưng con 2R0 đang lỗ rồi. Đo không thông nữa luôn. Thì như vậy là City đưa về không bị đốt. Đấy, không bị đốt thì nó sẽ ăn dòng rất cao. Mình chả hiểu sao nó lỗ được con này như này, dã man không các bạn. Đây nó ghi chữ 2
2R0 2 22R0 nhỉ, hay là 22R0 nhỉ, để xem nhé. Có điện trở chết đây này. Mình thấy nó ghi chữ 2, chắc là 22R0, tức là 22 ohm. Nó xám này chứ nó không đen như con khác. Con này như con điện trở công suất ấy. Như vậy là có khả năng ấy là trong quá trình trước khi chết công suất ấy, là cái xung đỉnh nó quá cao, CT được cảm ứng ra điện áp rất lớn, CT đưa điện áp ra rất lớn và làm cho đoạn mạch cháy con điện trở đấy nha. Mình thì có đầy con điện trở 22 ohm bé, nhưng mình sợ nắp vào nó lại cháy nên mình đã chơi cho con không, mình không có con 22 ohm chân cắm, nên do đó mình đang dùng con 20 ohm cộng với con 2,2 đúng để thay thế nó cho nó bền vô địch đấy các bạn ạ. Sau một hồi thì mình cũng tìm ra lỗi của nó, và như mình vừa phân tích cho mọi người ấy, là trong quá trình có đoán trong mình chiết công suất là dòng chảy quá lớn quá, xung đỉnh cao và cái cuộn CT này có điện áp cảm ứng rất lớn, được chỉnh lưu qua dàn diode này và đặt trên hai đầu này là điện áp lớn, và nó đã lổ mất con điện trở đấy. Và sau khi bạn này đã sửa công suất ok thì nó hình ăn dòng yếu, nhưng may mắn cho bạn ấy là nó ăn dòng yếu dẫn tới nó không nổ công suất. Bởi vì nếu mà nó mà ăn dòng con này mà không chết ấy, mà bạn ấy thay điện trở sai tùm lum như này, điếu nắp ngược như này, thì chắc hàn to mạnh phát là nổ công suất ngay, bởi vì xảy ra trùng dẫn, tức là IGBT chưa khóa kịp đã con khác đã mở rồi thì trùng dẫn chắc chắn là nổ. Mình mất khá nhiều thời gian để mình làm cái cụm này, rồi mình lại mất thời gian nữa là mình đụng chạm đến hai con này. Nhưng mà qua video chúng ta sẽ đo thấy là cái cổng khuếch đại thuật toán đấy nhá, là chúng ta phải am hiểu internet nhá, cổng khuếch đại thuật toán là chúng ta am hiểu. Nhưng mình đang thay bằng hai con mới đấy, còn hai con cũ kia nó chả chết thì mình lại cất nó đi thôi. Kể cả con 51 ohm này không chết thì mình cũng cất nó đi để sau mình dùng cái khác. Và trong quá trình mình làm cái khối này này thì một con tụ 103 vàng mà bạn ấy thay ấy, mình đo được có 7, mấy nano thôi. Mình thấy nó lại nhỏ hơn các con khác, do đó mình thay một con khác và đo được nó là con này là 10,05, 10 nanofarad, nên cho nó đồng bộ các bạn nhé. Và cả con này nữa mình cũng thay cho nó đồng bộ để tăng cái độ bền cho người ta. Nhưng không biết là cái bạn này bạn có động chạm với VR chỉnh dòng hết không, nhưng mà dòng ăn quá cao, khỏe kinh khủng rồi. Như vậy là con này ấy là CT đưa về không chỉ là mục đích là tràn qua MCR100 để chắc là con MCR100 ở đây hay ở đâu đấy để bảo vệ quá dòng, bảo vệ nó báo đèn đỏ quá nhiệt ấy, quá dòng ấy, mà nó cũng về để nó lén xung nữa các bạn nhé. Còn nếu mà CT này mà đưa về chỉ là bảo vệ ấy, thì con điện trở này bị đứt ấy, thì chắc chắn là điện áp về cao quá tràn qua được DZ kích hoạt thì dập chân 8, con này về mát thì nó cũng sẽ khóa lại. Mình đang nghi ngờ con Q1 này là con MCR100 này, trên mạch này có đúng một con này đâu các bạn ạ, mọi người nhá. Tóm lại là CT đưa về cũng là bóp xung nữa, vì nó bóp xung nên do đó đó mà nó như thế các bạn ạ. Bàn dã man nhỉ. Như vậy là trước khi kết thúc video thì mình lấy 150k liệu có đắt hay có rẻ các bạn. Nếu mà lấy rẻ hơn thì ngày hôm nay công của thằng Kiên không bằng công thợ xây luôn mọi người ạ. Mình nghĩ nó như này này, bạn này mua cái bo này nó khoảng ít nhất nó phải tầm 120 rồi các bạn ạ. Mua cái bo này này rồi phí vận chuyển các thứ nữa thì chắc là mình lấy bằng cái tiền bo các bạn nhé. Rồi nữa thì đó là cái bo này bạn ấy tìm ở trên những cái web linh kiện hàn cắt các thứ ấy, chắc là nó không có bán. Rồi bạn ấy điện cho mình bảo là em cái bo dao động này em nó không có trên thị trường, chứ có thì em đã thay rồi đấy. Chứ kiểu thì bạn ấy đã rửa máy hàn, bạn ấy đã gom rất nhiều những cái bo chờ sẵn, nhưng cái bo này bạn ấy không có. Và cuối cùng thì mình cũng đã xử lý được nó, tí nữa thì mình bỏ vào nghề đấy các bạn ạ. Không xử lý được nó thì bỏ nghề. Video cũng kết thúc. Trước khi kết thúc video thì cũng chúc các bạn xem video vui vẻ và kiên nhẫn xem hết video. Chào tất cả mọi người nhé.